Trời ơi, ôi trời 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 trời. Công chúa nhủ trong rừng của chúa. Đừng có, đừng có đụng. Rồi con lấy đồ chơi ra con chơi đi. Quên cái đó đi con. Ghi ghê cổ. Ai? Mẹ ghi ghê cổ. Ghi ghê trong này hả? Trong này coi coi. Ôi ôi công chúa. Chạy hả? Chạy trốn ghi ghê hả? Rồi bây giờ chơi ngồi chơi đọc sách cho mẹ nha. Ngồi con đọc sách cho mẹ đi. Con đọc cho mẹ blue, yellow. Đó, công chúa công... À, bike. Nhưng mà cái đó là cái chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp gọi là bike. Con đó là con chó đó con. Con gì? Con gì? Con gì? Goofy. Là gì? Mẹ đâu biết đâu. Trời ơi công chúa ngủ một dần. Chút nữa đó công chúa lôi đồ qua nữa đó. Trời ơi công chúa đừng có ngồi vậy công chúa ơi. Cô chú thấy chay mặc đồ này ra dáng công chúa không cô chú? Nhảy nhảy nhảy. Gì vậy? Nhìn công chúa nhảy sao? Wow. Mày nhảy đi con. Mày quay chay coi cô chú coi nè. Wow. Trời trời trời, nhảy tung váy luôn hả? Gì vậy? Làm gì vậy? Hả? À, mày vừa sắp xếp bên bàn gọn gàng rồi giờ cái con làm vậy đó. Con làm gì chay? À, đóng cửa lại. Vậy. Mệt hả? Rồi vô. Rồi làm gì vậy? Wow. Mệt quá. Mệt quá hả? Mới nhảy chút xíu mệt hả? Đeo cài lên lại coi. Đeo quậy rồi, đây mẹ đeo cho. Trời ơi, tóc váy bung váy rồi nữa. Đúng không? Quá dữ luôn. Hay quá, trời hay quá cô chú ơi. Wow. Dữ chưa? Yeah. Sao? It's elephant. Elephant chứ phải ghê ghê đâu. Chay. Chay chay. Cái gì đó chay? Trời ơi. Trời ơi, cái làm gì? Cái cây làm gì khiêu đồ hả?
đâu có đồ gì đâu, cần khều cất vô đi con. Ở nhà tôi dễ tan nát nhà tôi kìa. Cái thảm này chắc phải phải tháo ra đóng gỗ sớm quá. Thảm mấy cái thảm này giờ thấy quá rồi. Trời ơi mà dọn cái này ra, nồi dọn mấy cái này ra đuối đê luôn. Về chưa? Ui trời. Anh đau tiếp nè. Đau ai mượn con nhảy đã vậy con nói đau đít. Cái gì hư nè, cái đó là do con đó. Đó, cái đó là lỗi của con, nếu mà con không nhảy thì con đâu có bị đau. Rồi tại sao con quýnh cái thảm? Đó là tầm bậy. Mình làm mình đổ thừa lỗi cho người khác là không được. Thấy chưa? Thấy chưa? Con tự làm chứ thảm đâu có làm đâu. Con là người tự nhảy xuống để tự làm đau đít mà con đi quýnh thảm, con nói thảm hư nè, cái đó là tầm bậy. Mình phải công nhận cái lỗi của mình là sai. Hiểu chưa? Đơ luôn rồi phải không? Công chúa thì kỳ lạ vậy. Hả? Nắng quá. À nắng quá trốn mà, trốn đi. Trốn đi. Rồi trốn thú ở trống luôn à. Rồi trốn nó mất tiêu rồi. Chê ơi, cu cu. Cu cu. Cu cu. Nắng quá hả? Cu cu. Rồi chạy trốn mất tiêu. Cu cu. Cú cú. Rồi xúc kẹp luôn rồi kìa. Cú cú. Nắng quá. Đâu đẹp quá. Wow. Giờ mà cầm cái cây gậy này giống như nông dân mà đi làm luôn nè. Giống cô nông dân đi làm luôn nè. Wow đẹp quá. Đẹp không cô chú thấy đẹp không? So cute. Đâu con làm dáng này, làm dáng làm kiểu coi, làm đứng làm dáng. Em sao? Thấy em unicorn phải không? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Wow đẹp quá. Ừ. Đây nè, đây mày vuốt tóc lên, vuốt tóc lên. À, cái nón này mẹ mua cho chay lâu lắm rồi mà chưa đậu dừa. Giờ cũng vẫn còn chưa dừa. Quá dữ luôn. Cái nón này đầu mẹ thì đội thì dừa đó. Trời ơi, rồi hết thấy được. Mà mẹ đội thì nhìn cái này cái kiểu của con nít. Hả? Không được đâu hả? Vậy mẹ đội nha. Dừa là mẹ mà đội đẹp là mẹ đội chứ mẹ đâu để cho con. À, mẹ cảm ơn nha. Em. À, mẹ đổ nón vô là đưa cho mẹ em với cây để làm gì vậy? Hả? Cây này. Làm sao? À, cô quay phim cho mẹ hả? Dạ. Thôi, để mẹ ta quay con đi chứ con đâu biết gì đâu quay mẹ. Mẹ đang mặc đồ này quay cô chú kỳ lắm. Hiểu không? Mình không có lên cộng đồng mạng với bộ đồ mày đang mặc được. Hả? À đưa mày đưa cho. Rồi, ok. Đợi vô, đổi vô để mày đổi chứ. Đó. Đẹp quá. Đẹp quá. Chứ quản. Cái gì? À tính là phù thủy, tính là phù thủy. One, two, three, go. Trời ơi, 1 2 3 go nữa, go đi đâu không biết. Rồi tự nhiên cái mặt bộ đồ đó là lấy cái cây ra với em, mà cầm em là sao trời. Ý là tự răng hóa thâm tình, hóa thân thành gì. Ủa bé ơi, bé té rồi. Trời, cho em ngủ rồi. Đẹp quá. Đó, chơi đẹp quá. Hả? Cái nón đẹp không?
Cây đẹp quá. Cây đẹp quá. Mẹ. Ui, cô dừng với cây trúng mẹ nè. Ốc cái tường nghe. Hả? Ốc cái tường nghe. Ốc mặt vô tường nghe hả? Mẹ, ốc cái tường nghe. Ai ốc mặt vô tường? Mẹ, ốc cái tường. À, trời, con kêu mày ốc mặt vô tường à? Con mới là người ốc mặt vô tường á. Giỏi quá. Đây. Thôi cất cái cây vô đi, mẹ sợ quá, con sợ hồi con quơ chúng cái mặt mẹ cái là cái cáp mẹ. Hả? Cáp. Mất cáp làm sao? Hả? Mẹ không mấy cáp cho mẹ hả? Thôi đừng, cảm ơn. Mặt mẹ mới vừa đắp mặt nạ. Đừng đụng vô mặt mẹ. Để mẹ bàn với ba hả chay hả? Bàn với ba coi cái ngày nào rảnh kêu mấy chú đó tới. Để làm thay cái thảm này thành cái thảm thành cái gì đó quên rồi. Mất 2 ngày thôi, dữ lắm là 1 ngày là xong à. Ráng lâu giữ 1 ngày là xong. Gì? Sung môi đó hả? Cái gì cũng lấy lên sung môi. Cái đó là cái gì mà con sung môi vậy đây mẹ coi cái này là cái gì đây? Nghe sung môi. Ừ đúng rồi, cái này là sung môi đó, đúng rồi đó. Rồi sơn xong chưa? Trúng. Trúng. Wow. Xong môi nãy giờ son tà cái môi chưa? Son miết ngày mô cũng son môi, ngày mô cũng son môi. Thôi thôi bậy. Lên tới mắt là bậy rồi đó. Ủa cái mỏ hồng nào mà còn sơn chi miết rồi? Tao ừ nó sơn tới con mắt nó luôn rồi. Khổ quá trời ơi, cái mặt mày đang đẹp đây, mới tắm xong trời ơi. Con làm gì trời? Baby call the guy. Trời đất ơi. Nè cô chú thấy mắt của mẹ trời bên đây bị sưng bị bầm không? Bị ba trời quýnh đó. Không, cái đó là nói giỡn á. Trời ơi, đang nằm. Chuyện là vậy, để tố cáo cô chú cho cô chú biết, đang nằm ngủ. Bà chay bà trở đầu ha, bà ngồi dậy ha. Cái bà nằm xuống cái phụp. Cái đầu bà hả, cái đầu của nó hả, vọng xuống cái con mắt là khói bùm. Trời ơi, lúc đó là nói chung là tá quả tâm tinh, nó chảy nước mắt khóc luôn á. Mà không làm gì được với nó. Rồi mấy ngày sau đây con mắt bầm tím. Coi được không? Nó chơi vậy nè, mà nó chơi đó, nó mỗi lần mà nó ngồi vậy cái nó nằm xuống một cái là nó nằm xuống là giống như là trời thì kinh thiên động địa vậy. Ai làm vô gì? Trời ơi, nó nằm xuống một cái là bầm tím con mắt mà nó đau. Trời ơi, có ai không? Có ai bị cái cảnh mà con cái bị lá làm vậy chưa? Trời ơi, cái đầu của nó y như là trái dừa vậy đó. Nó giọng một cái bùm mà ngay chỗ này nha, có cái xương mắt, có cái hốc mắt ngay chỗ này nữa. Trời ơi, nó đang nằm ôm mắt khóc luôn chứ không biết là không biết nói gì nữa. Giờ làm gì đó bây giờ đó. Bầm mắt luôn, ai không biết tưởng bị chồng quýnh.